Lại là hai lúa hậu gian này cả nhà ơi, đến hẹn lại lên ngay cho ngày thứ tư. Giờ thì do cái phong định của các bạn cô chú khi sau 7 giờ bữa nay chắc cần 8 giờ hãy đăng lên liền ha. Hồi sáng giờ hãy xịt rau ở miếng này phía bên kia để đây hãy sửa được một mới các bạn cô chú. Cái này chặt một dao nữa chắc hãy trồng hai chồng lại nữa đó. Tại các bạn cô chú biết không, trọng trong quá trình rau nhút á, mình chặt nhiều á thì cái rau nó, cái lớp cái này nó sẽ cằn lại á, thì mình phải đắp dòng nhiều quá thì nó sẽ cái nước nó không được tốt á. Hai đây là con bẻ cũng lâu lắm rồi, hai chứ nói chung nói chứ cũng bẻ mấy tháng rồi đó. Này cô chú, lúc trước hãy xin nói vụ trồng rau bữa nay hãy lội đi luôn nha, hãy đi ruộng vô rồi chú tắm nói cực lại thứ tư hãy sẽ đăng nước cho cô chú xem á. Nhớ kỹ là hãy không có chia sẻ gì thuốc men nha, lại hãy chia sẻ những cái kỹ năng kỹ thuật để trồng rau thôi nha. Thuốc men thì mỗi dùng mình khác nhau đi, giống như tháng nắng và tháng mưa chỗ mình về cho bạn thì khác nhau á. Bạn thấy như mấy bữa nay mưa nè là thấy tê tua luôn á, tại vì mưa là năng sức yếu liền nha, nắng hoài mà mưa xuống thì một đám mới được, hai đám được, nhiều quá không được nha, bị dần lá ra nó mới sức liền á, cũng nó lối ra đó. Cô chú anh em mày xem có xài tháng này á, nhớ kỹ có mưa nhiều á mình đừng nên xài thuốc dưỡng nhiều nha. Bạn có thuốc bệnh gì thì bạn cứ móc hết chiêu và xài đi nha. Nhớ kỹ, đừng nên xài cái thuốc rau nhút hoặc là những cái thuốc mà gây ba. Tại vì sao? Chắc là cho mưa này nó rất tốt cô chú nha. Mưa mấy bữa nó tốt, nó phục lắm. Nắng bình thường thì mình không sao. Rau trồng thì xịt được nha. Rau trồng thì xịt được thuốc rau nhút, gây ba. Thì mấy mưa mà mưa lâu cô chú biết không? Lúc đầu nắng và cái mưa lại á, rau nó phượt dữ lắm, nó ngộ vậy đó. Rồi mưa chừng 4-5 đám rồi rau nó sẽ bể phao, nó chìm từ từ xuống, còn lói cộng rau nó lói ra nó không có đẹp, thứ hai nữa là rau nó yếu liền nha. Nhưng mà đây mình cũng phải xài thuốc nhút nữa các bạn, tùy theo thuốc mà xài bên mình mới nói chia sẻ đó. Đây nè, mình băng luôn mà nhỏ cái chặt bông chú nè, cộng dây nè, mình kế như xương cá của chú thấy không, cầm cái gì nè, cầm xéo đây nè, cộng dây phải không? Cầm xéo nó gài lại cái cọng dây của chú nè đó, để thấy cái hai bên không, mắt chân cá vậy nè, cầm á thì cỡ 6 tấc một cọng vậy nè, 6-7 tấc vậy nè, 6-7 tấc cũng được. Ở đây vừa bèo cá vừa trứng á, nhiều lắm nè. Rồi xong á phải bằng cỏ xung quanh các bạn cô chú ơi. Hôm nay nghỉ mấy ngày rồi, bây giờ chắc có thể là ngày mai hoặc mai hãy bán rau đó cô chú nè. Ở đây là 8 giờ nha, này cô chú nè, cái này mình trồng là chắc gần 2 công cô chú, chắc cỡ 2 công tới bên đây mới được 2 công, tại vì cái này nó tới 5-6 công là, nhưng mà mình trồng từ khúc đó cô chú, rồi khúc này nó như nhau, nó liền nhau nè. Đó, trên đó có cọng dây á, tại vì mình làm cái này thì mình thấy cái mình làm thì nó không có bèo đi, tại vì mỗi nước nó xây gió thổi á, một vài công ngang và vài công xuôi á các bạn, đặng nó cản lực nước thì lực gió bớt á, đặng nó hạn chế trôi cô chú. Nè đây nè, hãy làm này. Có những bạn mà comment nói hoài mà sao không chia sẻ thuốc men, các bạn không phải nói đơn giản, nó cái nước nó khác nhau đâu, trong cái cơ bản này thuốc nhang y nhang thôi, thuốc nào cũng hay hết trơn, mà quan trọng bạn làm thôi, công ty nào cũng hay hết trơn á, nhưng mà phải hiểu được trời nắng và sao, trời nắng bên lâu thiệt lâu rồi mưa nó có ít đá, mưa có tác dụng gì không, và nắng hoài cái mưa hoài chừng 5-6 ngày là bắt biết làm sao đó. Bởi mình chia sẻ mình nói thật sự vậy đó, không phải mình chia sẻ thao bất tuyệt thuốc lên, có những thuốc vô cùng có lợi, nhưng mà những cơn mưa nhiều nó sẽ có hại, chứ nó là vậy thôi. Mình thì nói clip nào mình nói xấy vấn đề đó chứ mình không nói lan man nhiều quá các bạn, nhưng bạn mấy chồng không hiểu lắm. Nhưng bên này bây giờ mình nói vụ mưa đi, mưa nhiều ha thì chắc ăn là một đám hay đám đầu không sao, tháng nắng mà,
ba bốn đám nhiêu như mình bị tình trạng gao giờ nè, bình thường nó sẽ dạng lá này. Thế là nó chết nhánh này. Bình thường nè ha. Rồi, tự động nó ra hết thôi không sao, nhưng mà mình hạn chế là xài con nhút bớt thuốc, con nhút là nó phóng ra đó, mình có thuốc bệnh thì mình lấy cho mình chống mình chơi liền. Tại lúc này là lúc mưa, các bạn mà ruộng không biết, mà ruộng mà nắng bình thường có đó mưa hơi tốt ha, mưa hoài là sẽ về bữa sẽ bị đó. Thay vì ruộng thì nó bị đốm dằn ha, đốm dằn lúa thì bốn mấy ngày, còn lúa lớn lớn thì lúa bốn mấy ngày đốm dằn, nhỏ nhỏ thì đã ôm nó vậy đó, giống như rau chút là thôi. Mới ra thì mưa nắng hoài, có nó mưa thì tốt lắm, nhưng mà mưa hoài hoài rau nó suy liền. Bởi vì sao, tại sao tháng 9 tháng 10 rau khó trồng là mắc tiền là vậy đó, rất khó trồng một chút, năng suất không có nhiều. Nhưng mấy hôm nay nè, rõ ràng không, 4-5 bữa nay mưa cho mình không, năng suất rau giảm liền cô chú. Rau vẫn đẹp nhưng mà giảm. Đẹp là tại mình làm đó cô chú, nó đơn giản mà đẹp ở đâu nha, nó khó lắm. Mình trồng hết trơn nè. Đây là chỉ nè, nè, đúng hồi nãy mình nói quên. Này cô chú thấy không? Nè. Ở đây trong vườn đi ra thì mình là cái lối xuôi phải không? Đúng không? Lối xuôi và qua đây. Mình chẻ lối ngang. Đó. Tăng mình chặn được cái gió và nước á. Nó vuông góc nhau đặng nó cản chế cái lực mà gió thổi bèo đi nước mình theo chú không nè, đó. Thấy không? Nè nè, thấy không? Ở trên đó mình lại mình làm một vòng thẳng trên đó nè cô chú. Lên giùm mấy cô chú thấy không nữa. Xa quá trời xa rồi. Chân trắng trên đó phải tới không nè. Chú thấy đó, cái hàng khứa trên đó là cái chỗ ăn bản đó, là chân giặt đó là mình làm lối xuôi trong đây là y chang như của chú nhé. Cái gì đó. Chết. Tại bình thường hôm nay hay bỏ hay mằng rau mệt quá quên nổi tại vì hay không quá trời đuối rồi. Rau nó trúng cô chú, bẻ rau cối đầu cối cổ luôn, tối ngày sáng đêm không. Không có gì nhà được thăm cha mình đó. Mặn quá trời mặn cô chú ơi. Từ nhà mình ra cha mình có mấy cây số mà gì không được nữa. Cũng là quái quá trời. Mặn xuống giờ chứ là nằm thôi đó. Phải bẻ rau gì, bẻ rau xong thì thần sáng phải xịt cỏ nhúc, cách ly cho người ta. Đuối lắm. Mấy bữa nay mình trồng lại dọn hết trơn lên bờ, rồi trồng lại, rồi gãy phân cho lúa nữa. Bữa nay cũng ổn mà, giờ mình chỉ chặt cỏ xung quanh giáp. Chụp con rau này xong hai bên mà có giáp hết trơn rồi là quay mình bán lại cô chú nha. Anh em nào mà lên trên YouTube á, trồng rau nhút á, đừng có ngại mình nói chuyện với nhau bình thường. Có những bạn mình thấy mất tự trọng, tại vì sao, mình có trồng rau, bạn trồng rau, mình tương tác qua lại nói chuyện thôi không gì chứ, mình hỏi ra ở bạn là sao mới được. Cùng không phải để mình chảnh gì hết trơn á, không phải bạn trồng ít không mà trồng nhiều gì đó để mình ngại, không có đâu. Bình thường YouTube này ra là ai cũng là bảo với Hải, cũng là bạn hết trơn á. Có những cái kênh mà mình thật sự bạn trồng người nhút á còn hay lắm, mình chia sẻ không phải mình học bạn đâu, mình trao đổi giữa hai bên thôi, nhưng mà mình xem các bạn, mình lựng các bạn không lựng mình thật sự mà nói thấy nó không thành công đâu. Tại vì mỗi vùng miền, mỗi cái trong vùng cái tỉnh thực sự, nhưng mà cái đặc thù giống như bữa nay rau nhút này, có những con gì ở ngoài ruộng đó, tại sao Hải đi ruộng ban đêm á, ban đêm tại sao pha đèn ban đêm thấy con gì lạ hay làm chia sẻ nha thôi các bạn cô chú à, không phải hay hiểm gì đâu nha. Tại thuốc men này hạn chế thôi, không gì làm bậy ra cái công ty thôi mình chết. Mình trồng hết trơn rồi đó ha. Đó. Này mình trồng cái này cô chú coi kỹ nha. Mình trồng bữa nay nè, là trồng hồi sáng mình mới cấy lên nha. Hôm kia hôm qua bữa nay hôm này đi. Mình tính bữa nay đi. Tính bữa nay nha, ngày thứ tư nha. Cô chú coi mấy bữa mình bán nha. Rồi. Đó, thứ tư. Thứ tư là clip xuống gần cô chú nha. Clip này là mình mới cấy nha. Mới cấy thì chặn dạng, nhưng tính bữa nay đi. Nó dễ hơn. Chưa cái phần nữa. Bây giờ nè, video này Hải tạm dừng ở đây nha. Hẹn cô chú video sau. Thật sự mà thích video của Hải Hai Lúa Hậu Giang, cho Hải Hai Lúa một đăng ký kênh, một like, chia sẻ khác cùng xem.
để mỗi ngày rau nhút hãy được quay lên bạn xem chứ. Lúc quay lên nó ít xịu lượt view à, vì lượt thích có nhiều nữa. Hãy sống thì rất thân thiện. Dù bạn mà lên YouTube mà làm mà không bấm like, mình cũng bấm cho bạn, mình quen rồi. Mình sống mọi nhìn mọi cái thân thiện thôi. Rồi xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà vui vẻ bình an nha. Xin chào ạ.